quá, cũng có hải đấy. À, họ nghỉ trưa hết đấy. Họ có một cái hòm đấy thì là để 2.000 vào trong túi anh, không có tờ lẻ nào, đang rất lâu. Nhưng mà lại may không có ai ở đấy, nếu có thì mình sẽ đổi lại tiền thôi. Vấn đề gì đâu, nhưng mà nó đấy, cái gì đấy. Chị ơi cho hỏi đấy, bên trong này có phải là cái khu nhà của Bác Hồ không? Đi vào cổng nào ạ? Vâng, cảm ơn. Đi lên đây cho nó mang. Để đi xem đây. Cái gì đấy? Để xe đây được em ở đây đi, em vào anh chụp mấy cái ảnh thì đi xa thôi, nhưng mà em ở chỗ này cho nó dâm nhé, mà nó đỡ tốn tiền đăng ký. Có vào cái gì nhỉ?